tin được không, thanh niên trẻ trâu mới chỉ 19 tuổi này lại chính là một ông trùm mafia khét tiếng, hàng ngày phải sống cuộc sống chó ăn đá gà ăn sỏi cùng những trận đòn thừa sống thiếu chết ở trong tù. Nhưng anh vẫn có thể xây cho mình một đế chế buôn bán ma tóe siêu to khổng lồ, khiến ai nghe thấy cũng phải run sợ. Vậy làm thế nào để một thanh niên sống dưới đáy xã hội như anh sau 6 năm ra tù lại trở thành ông vua của thế giới ngầm? Xin mời cả nhà cùng theo dõi bộ phim siêu hay siêu bánh cuốn này nhé! Malik là một thanh niên có dòng máu quý sơ tộc Corsican nhưng tổ tiên lại là người Ả Rập, anh mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ. Vì cảm thấy số phận quá nghiệt ngã với mình nên anh mới quyết định đi theo con đường phê pha quên lối về. Kết quả không lâu sau đó anh đã lần đầu tiên được kính thưa hội đồng xét xử. Hình phạt là phải ngồi bóc hết 6 quyển lịch. Khi mới vào tù, Malik còn non nớt nên đã phải chịu nhiều ức hiếp, thậm chí ngay cả giày đi trên chân mà cũng bị cướp mất. Anh cũng hay phản kháng lại nhưng cuối cùng vẫn bị đánh cho bầm dập. Để sinh tồn được ở đây anh chỉ có thể nhẫn nhịn, dành toàn bộ thời gian để lao động công ích, cố gắng tránh tiếp xúc với đám người không tốt đẹp đó. Mặc dù cẩn thận từng ly từng tí như vậy nhưng Malik vẫn không tránh được phiền phức. Do tín ngưỡng tôn giáo và sự khác biệt về văn hóa, mâu thuẫn giữa xã hội thâm mafia và phe Ả Rập ngày càng sâu sắc, cả hai bên không chỉ đấu đá nhau một sống một còn trong xã hội, mà trong tù cũng không ai chịu nhường ai. May là trong nhà tù được các quản ngục kiểm soát chặt chẽ, những xích mích nhỏ giữa hai bên mới không thể phát triển thành bạo lực. Mãi cho đến khi Bahrain vào tù, tất cả mọi việc mới bắt đầu mất kiểm soát. Bahrain là một thành viên của phe Ả Rập. Sau khi bị bắt, anh ta lên kế hoạch làm nhân chứng để được giảm án. Trong tay anh ta nắm giữ rất nhiều bằng chứng tội phạm của băng đảng Mafia. Điều này khiến cho thủ lĩnh của băng Mafia cảm thấy rất sợ hãi. Để ngăn chặn những hậu quả về sau, ông ta ra lệnh tên Mafia mang dòng máu Corsican đang thống trị nhà tù phái tên đứng đầu Luciani đi ám sát Bahrain. Tuy nhiên, người Ả Rập đã tính đến việc đám Mafia sẽ xuống tay nên cố gắng hết sức để bảo vệ nhân chứng. Thêm nữa, Bahrain luôn thoát ẩn thoát hiện. Vì vậy, nhóm người Luciani căn bản không thể tìm được cơ hội thích hợp. Lúc này, Malik đã lọt vào trong tầm ngắm của Luciani. Đồng thời, anh cũng mang trong mình dòng máu Corsican. Vẻ ngoài điển trai của anh đã thu hút được sự chú ý của Bahrain. Sau khi Luciani biết được chuyện này, ông ta đã ép buộc Malik xuống tay giết hại nhân chứng. Nhưng Malik hoàn toàn không muốn giết người, anh muốn tìm cai ngục để xin giúp đỡ. Nhưng không ngờ rằng cai ngục đã bị Luciani mua chuộc, thế là anh được bọn chúng hỏi thăm sức khỏe rất nhiều. Hôm sau, trong lúc Malik đang tích cực lao động cải tạo, anh đã cố tình tham gia vào một cuộc ẩu đả với hy vọng được đưa vào phòng giam kín để tránh nhiệm vụ ám sát. Luciani vừa nhìn liền hiểu được ý đồ của anh. Ông ta cử người chặn đường nam chính rồi đánh cho anh một trận lên bờ xuống ruộng coi như cảnh cáo. Malik cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Anh đi theo người của Luciani để học các kỹ năng giết người chỉ bằng một con dao lam. Vừa chủ động hẹn gặp Bahrain, Malik cứ nghĩ rằng đối phương sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thông cống. Nhưng không ngờ rằng anh ta thích nói chuyện bồi dưỡng tình cảm trước, Malik buộc phải nói chuyện liên tục. Con dao đang giấu trong miệng đã làm chảy xước lưỡi của anh. Máu tươi lập tức chảy ra, nam chính hiểu được rằng nếu không ra tay thì sẽ bị bại lộ. Thế là anh đã lén rút con dao ra và lao vào vật lộn với Bahrain, cuối cùng cũng có thể tiễn nhân chứng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Luciani tuyên bố Malik chính thức nhận được sự bảo vệ của phe Corsican nhưng không công nhận anh là một thành viên của họ. Bởi vì anh có dòng máu Corsican nhưng lại không biết nói tiếng của dân tộc. Tuy nhiên, Malik không phục điều này. Để có thể nhận được sự tôn trọng từ Luciani, anh bắt đầu cố gắng học tiếng Corsican. Và cùng với Ali, một người Ả Rập bị ung thư sắp được tại ngoại kết thành anh em xương máu, Malik vốn dĩ muốn lợi dụng Ali để liên kết với phe Ả Rập. Nhưng các thành viên của phe Ả Rập lại phân biệt đối xử với Malik vì dòng máu Corsican của anh. Malik cũng vì điều này mà vô cùng tức giận. Anh buộc phải thay đổi nếu không muốn trở thành kẻ không có chỗ dung thân. Ngày nào cũng cố gắng học tập tích cực và ngay sau đó anh đã được nữ thần may mắn chiếu cố. Khi mặt trận quốc gia Corsican không ngừng gây áp lực lên chính phủ Pháp bị buộc phải đưa những tù nhân Corsican phạm tội từ các nhà tù khác chuyển đến nhà tù ở Corsican. Thuộc hạ của Luciani cũng vì vậy mà bị điều đi hơn phân nửa. Malik đã tận dụng cơ hội để bày tỏ rằng mình có thể nói tiếng Corsican. Luciani đang thiếu nguồn nhân lực nên đã đồng ý để nam chính gia nhập bang phái. Ông ta cũng dặn dò quản ngục đổi cho anh một căn phòng thoải mái hơn. Cuộc sống của Malik chỉ trong thời gian ngắn đã được cải thiện rất nhiều. Để bày tỏ lòng trung thành với Luciani, anh đã cố gắng hoàn thành xuất sắc tất cả nhiệm vụ mà ông ta giao cho mình. Dần dần anh đã nhận được sự tín nhiệm của Luciani. Thời gian như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt 3 năm đã trôi qua, Luciani lúc này coi Malik như một người bạn tâm giao của mình. Ông ta bắt đầu sử dụng đội ngũ luật sư riêng để Malik được ra tù thăm người thân, mục đích là giúp ông ta làm một vài việc ở bên ngoài. Sau khi Malik được ra tù, lập tức có một chiếc xe đến đưa anh đi. Người trong xe nhờ anh giao chiếc hộp đen này đến cho JF. Malik cứ nghĩ đó chỉ là công việc giao hàng đơn thuần mà thôi, nhưng không ngờ JF và đồng bọn lại là những tên giang hồ có hàng nóng. Hơn nữa, trong tay chúng còn đang giam giữ một tên mafia làm con tin. Hóa ra đây thực chất là hành vi lấy tiền chuộc người vô cùng nguy hiểm.
May mà Malik đã khá tỉnh táo, cuối cùng anh đã dựa vào khả năng miệng lưỡi trơn tru của mình để thoát thân và giải cứu thành công con tin. Nhưng Malik không lập tức quay trở lại ngục giam để phụng mệnh Luciani. Anh lẳng lặng đi đến phòng vệ sinh của một siêu thị và lấy được một gói lớn hàng cấm bất hợp pháp ở trong đó. Những thứ hàng cấm này đã được trùng buôn Mai Thúy Jordi bí mật cất giấu trước khi vào tù. Sau khi biết Malik nộp đơn xin tạm tha, anh ta đã nhờ nam chính lấy nó giúp mình. Malik lấy được hàng liền gọi ngay cho Ali vừa được thả tự do. Sau khi bàn bạc, hai người đã quyết định bắt tay với Jordi để làm ăn kiếm chút cơm cháo qua ngày. Jordi sẽ liên hệ với những người mua trong và ngoài tù, còn Malik và Ali thì chịu trách nhiệm giao hàng cho anh ta, kiếm được tiền ba người sẽ chia đều. Không lâu sau đó, một mạng lưới bán hàng khổng lồ đã được thiết lập ngay bên trong trại giam. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Malik đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Thế là anh bắt đầu tiêu dùng thả ga, không những mua hết tất cả các thiết bị điện tử của mọi người, thậm chí còn dùng rất nhiều tiền để rủ các em gái làng chơi vào trong tù đóng gạch. Cùng lúc đó, một cơ hội để có thể kết nối với phe Ả Rập đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Malik. Chỉ cần có thể hòa giải ân oán giữa hai bang phái thì thế giới này sẽ là của bố mày. Từ sau khi một số lượng lớn những thành viên của băng nhóm Mafia bị chuyển đến các nhà tù ở Corsican, địa vị trong trại giam của Luciani cũng ngày càng giảm sút, mà phe thù địch Ả Rập thì ngày càng lớn mạnh. Điều này khiến Luciani vô cùng lo lắng. Malik cũng nhận thức sâu sắc được tâm lý của ông ta. Anh đề nghị Luciani hãy phái cai ngục hạ gục những thành viên cốt cán của phe Ả Rập. Để có thể lấy lại được uy quyền của mình, Luciani đã đồng ý với lời đề nghị đó, nhanh chóng phân công cai ngục đến gây rắc rối cho phe Ả Rập. Thành viên cốt cán của phe Ả Rập là Riyad hiểu rất rõ rằng đây là do Luciani đang cố ý giở trò sau lưng họ. Để xoa dịu mâu thuẫn, anh ta chủ động đến tìm Malik nhờ nam chính đứng ra hòa giải. Hy vọng có thể gặp mặt Luciani để đàm phán. Nhân cơ hội này, Malik đã kết nghĩa được với người của phe Ả Rập, thành công giữ lại một cửa sau cho mình. Đột nhiên, tình huống nằm ngoài dự tính đã bất ngờ xảy ra. Một băng nhóm buôn ma túy Ai Cập đã bắt cóc Ali và cướp đi số lượng lớn hàng cấm. Sau khi Malik nhận được tin báo liền đi cầu cứu Riyad. Riyad rất nhanh đã tìm ra Doom, người đang chấp hành hộ hình phạt tù của tên trùm buôn ma túy Ai Cập. Thế là cả hai hợp tác với nhau để dạy cho Doom một bài học. Đồng thời sai đàn em bắt cóc người nhà của Doom làm con tin, buộc những kẻ buôn bán ma túy Ai Cập phải thả Ali ra và trả lại số hàng cấm đã bị đánh cắp. Mặc dù những kẻ buôn bán ma túy Ai Cập buộc phải thỏa hiệp, nhưng sau lưng bọn chúng vẫn dùng thủ đoạn bạo lực để giành giật thị trường ma túy bất hợp pháp và tìm cách loại bỏ Ali, khiến cho thu nhập của Malik giảm đáng kể. Cùng lúc đó, Luciani đã tinh ý nhận ra được tham vọng thực sự của nam chính. Điều này khiến ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Để làm rõ thân phận và địa vị của mình, ông ta bắt đầu trấn áp Malik bằng cách đánh đập tàn bạo. Đương nhiên, Malik không chịu khuất phục, anh hạ quyết tâm nhất định phải giết Luciani để trả thù. Mấy ngày sau đó, Luciani lại một lần nữa lệnh cho nam chính đi ra ngoài vào ngày tạm tha để thay mình đàm phán các vấn đề hợp tác với lãnh đạo của phe Ả Rập tên là Hassan. Bởi vì Luciani đã ở trong tù quá lâu, hơn nữa lại phải đối mặt với án tù chung thân, tài sản ban đầu đều thuộc thẩm quyền của ông ta đã từng bước được băng nhóm Mafia lấy mất. Nam chính không muốn bị thiệt thòi, vậy nên cũng muốn đổi sang gia nhập vào phe Ả Rập vì lợi ích rộng lớn hơn. Malik hiểu được sự tàn nhẫn của một con quỷ bên trong Hassan. Để ứng phó hoàn hảo với mọi nguy cơ có khả năng phát sinh, anh đã chuẩn bị đầy đủ những gì cần nói trong lúc đàm phán. Nhưng Hassan căn bản không muốn đàm phán, hắn ta vẫn còn đăm chiêu nghiền ngẫm về cái chết của Bahrain. Vì vậy đã định giết chết Malik để chút cơn thịnh nộ. Trong lúc hoảng loạn, nam chính đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Chiếc xe ô tô của Hassan sẽ đâm phải một con nai. Malik lập tức hoàn hồn trở lại rồi hét lên. Vừa dứt lời, một chú nai bất ngờ xông từ bên đường ra đập vào cửa kính chắn gió phía trước. Hassan cũng vì vậy mà cho rằng Malik là một nhà tiên tri có thể dự đoán được tương lai. Cho nên hắn đã đối xử với anh như một vị tiên và đồng ý hợp tác với Luciani. Nam chính nhận thức được rằng đây là cơ hội ngàn năm có một. Anh dứt khoát nhờ Hassan làm bên trung gian, tự ghép nối để chia sẻ thị trường ma túy bất hợp pháp với các đại lý ma túy của Ai Cập. Đồng thời anh cũng dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để chiều lòng Hassan. Sau khi phe Ả Rập ở trong tù biết được điều này, dần dần bắt đầu coi Malik như một người đồng bào. Cùng lúc đó, Luciani cũng đã bắt đầu bí mật chia rẽ khỏi băng đảng Mafia. Ông ta thường xuyên liên hệ với luật sư để chuyển nhượng tài sản, đồng thời xúi giục một nhóm người theo mình đổi nghề. Luciani vẫn cho rằng tất cả những điều này sẽ được thực hiện liền mạch, nhưng không ngờ rằng ông trùm Mafia thông qua đặc vụ chìm bên cạnh Luciani đã nhìn thấu được tất cả. Hắn vô cùng tức giận, lập tức phong tỏa toàn bộ tài sản của Luciani và muốn nhốt ông ở trong tù cho đến chết. Để vượt qua kiếp nạn lần này, Luciani đã yêu cầu cấp dưới Malik và Ford đi ám sát ông trùm. Đổi lại, Luciani cũng hứa rằng sau khi sự việc xong xuôi sẽ để bọn họ tiếp quản việc làm ăn của một sòng bạc có thu nhập béo bở. Ford là một kẻ liều lĩnh, anh ta không quan tâm đến sống hay chết, nhưng Matic lại có chút do dự. Anh muốn có tiền và rất sợ chết. Sau khi Ali biết được chuyện này đã cố gắng thuyết phục Malik đồng ý lời đề nghị của Luciani. Ali biết mình mắc bệnh nan y và không sống được vài tháng nữa,
trước khi mùa yên mà đẹp anh muốn kiếm trác một chút cho vợ con hưởng thụ. Cuối cùng nam chính cũng đã bị thuyết phục, anh bắt đầu nghiên cứu một cách tỉ mỉ nếp sống của ông trùm mafia. Rất nhanh đã tìm ra thời cơ thích hợp nhất để ra tay, ngay thực hiện nhiệm vụ ám sát Ford đến giúp Malik như hai người đã thỏa thuận. Nhưng anh ta bất ngờ bị Malik trói lại rồi nhét vào trong cốp xe, sau đó Malik và Ali bí mật lái xe bám theo ông trùm. Đúng lúc bọn họ đang chuẩn bị ra tay thì sự cố lại bất ngờ xảy đến, ông trùm chỉ ở lại địa điểm đã định trong thời gian rất ngắn rồi đi. Căn bản không có cách nào ra tay được, Ali liền gợi ý nam chính nên từ bỏ nhưng Malik lại kiên quyết đuổi theo mục tiêu để tìm thời cơ thích hợp. Cuối cùng khi ông trùm dừng lại mua thuốc lá, anh lập tức cầm hàng nóng xông tới hốt xác toàn bộ đám vệ sĩ và thành công khống chế được trùm mafia. Nhưng Malik lại không hề xuống tay giết người, anh kéo đối phương lên xe của mình rồi tường thuật lại toàn bộ tội lỗi của Luciani và bàn giao Ford cho ông trùm tùy ý xử lý. Sau khi xong việc, Malik không lập tức quay trở về trại giam, thay vào đó anh đến nhà của Ali để nghỉ ngơi cho khỏe. Mãi cho đến khi thời gian tạm tha kết thúc anh mới chậm chạp trở về nhà tù và cái kết là bị cai ngục nhốt vào trong phòng biệt giam. Đây chính là kế sách của Malik. Anh hiểu rằng ông trùm mafia nhất định sẽ không tha cho Luciani nên chắc chắn sẽ xảy ra một trận tàn sát thảm khốc trong nhà tù. Vì vậy anh chủ động vào phòng biệt giam để ngư ông đắc lợi. Cùng lúc đó ông trùm quả nhiên đã bắt đầu kế hoạch thanh tẩy của mình. Hắn ta một mặt liên kết với cảnh sát để bắt giữ tên cai ngục đã chống lưng cho Luciani. Mặt khác thì phái các thành viên mafia xâm nhập vào trong nhà tù giết hết toàn bộ thuộc hạ của kẻ phản bội. Sau một cuộc tắm máu kinh hoàng, trại giam cuối cùng đã bình yên trở lại. Luciani đã hoàn toàn trở thành một người cô độc, từ đỉnh cao quyền lực tụt xuống đáy vực, còn Malik thì nhận được sự bảo hộ của phe Ả Rập. Thông qua các hoạt động của Hassan và trở thành người có tiếng nói mới trong nhà tù, nam chính cũng được bổ nhiệm làm thủ lĩnh mới của Corsican. Có cả đám thuộc hạ dưới trướng, sau khi ra tù anh trở thành ông trùm khét tiếng trong giới xã hội thâm, ai nghe danh cũng phải sợ phọt cả chu bin ra quần. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.